Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 23 tây tháng 10 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ hai cái nội dung chính sau đây. Nội dung thứ nhất nó liên quan đến một cái điều mà Ngọc cảm thấy rằng nó hơi ngộ ngộ, nó hơi nghịch lý. Người ta gọi nó là The Great Resignation, có nghĩa rằng là hàng triệu người dân ở Mỹ hiện giờ họ đang từ bỏ cái công việc của mình đang làm, họ đang tự ý nghỉ việc. Vì sao như vậy? Thì Ngọc sẽ chia sẻ trong cái video này để chúng ta cùng nhau tìm hiểu quý vị nha. Ngoài ra thì Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị về cái khả năng là nhiều gia đình người dân ở Mỹ sẽ không có đủ điều kiện để mà lãnh cái chương trình Child Tax Credit cho những năm tới, 3.000 mỗi trẻ hoặc là 3.600 mỗi trẻ tùy theo độ tuổi. Và Ngọc xin mời quý vị theo dõi cái video này để chúng ta cùng nhau tìm hiểu những cái nội dung này. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách like, share và đăng ký kênh quý vị nha. Nếu như quý vị đăng ký rồi á thì hãy nhớ bấm cái nút chuông để mỗi khi mà Ngọc ra video mới thì quý vị là những người nhận gọi là đầu tiên nhận được cái thông báo từ YouTube để quý vị cập nhật những cái thông tin hàng ngày. Thì ở đây quý vị thấy trên cái bản đồ này đó thì nó toàn là màu xanh. Màu xanh càng đậm có nghĩa rằng là cái tỷ lệ người ta bỏ công việc của tháng 8 năm 2021, cái màu xanh càng đậm thì người ta bỏ việc càng nhiều. Thì ở đây chúng ta thấy Virginia, tiểu bang của Ngọc này, Texas này, California nè, quý vị thấy Florida nè, những cái màu đây là màu lợt ha. Như vậy thì có nghĩa rằng là họ không có nghỉ việc nhiều, nhưng mà những cái tiểu bang như vậy nè quý vị, nghỉ việc rất là nhiều ha. Càng đậm thì càng nghỉ việc nhiều, những cái tiểu bang ở vùng trung trung này nè quý vị đó. Thì ở đây cho thấy một điều á là họ có cái sự lựa chọn. Thì khi mà Ngọc nhìn vào cái thị trường lao động á thì quý vị biết rằng là thị trường lao động họ tăng lên rồi bây giờ bắt đầu là giảm xuống, cái số lượng công việc để mà mình có thể lựa chọn á thì bắt đầu giảm xuống. Vào tháng 8 năm 2021 á thì cái tỷ lệ mà những cái job openings, những cái công việc mà họ cần tuyển dụng á là nó cũng vậy nè quý vị. Đó. Càng xanh thì cái tỷ lệ ví dụ như là xanh đậm lắm á thì là 9%, nó xanh lợt có thể là 6-7%, 8% gì đó. Và ở Cali thì nó hơi lợt lợt nè. Virginia thì cũng hơi đậm bớt lợt lợt nhưng mà đậm hơn Cali một chút. Florida, Virginia chắc là Texas cũng cùng màu nè. Đó. Thì quý vị thấy rằng là ngày 6 tây tháng 9 năm 2021 là cái ngày cuối cùng mà quý vị có thể nhận được cái tiền trợ cấp theo cái chương trình PUC, PUA, rồi FPUC vân vân, những cái chương trình hỗ trợ mùa dịch. Và trước đó là tháng 8 đúng không quý vị? Tháng 8 là khoảng có 4.3 triệu người dân Mỹ là nghỉ việc làm rồi. Họ tự ý nghỉ, họ tự nguyện nghỉ chứ không ai bắt buộc họ nghỉ, không ai sa thải họ nghỉ quý vị ơi. Nhưng mà vì lý do vì sao? Vì sao cái tiền trợ cấp thất nghiệp kết thúc vào tháng 9 mà họ lại đi nghỉ tháng 8? Đó, có nghĩa rằng là có thể rằng là họ có một cái công việc nào tốt hơn hay sao? Họ muốn cái gì? Họ muốn cái môi trường làm việc tốt hơn, thân thiện hơn và có thể rằng là cái môi trường làm việc nó tạo cho người ta thích làm hơn, hoặc là cái bảo hiểm sức khỏe, những cái benefits nó có lợi hơn cho họ, hoặc là bây giờ họ tìm kiếm những cái cơ hội kiếm tiền khác. Ví dụ như họ có thể chuyển qua là họ tự làm ăn nè. Họ có những cái ý nghĩ, ví dụ như trong cái mùa dịch này, họ ở nhà, họ không có đi làm thì họ dành thời gian để mà họ đưa ra những cái ideas, brainstorming, những cái ý tưởng và vạch ra những cái gọi là những cái phương thức để mà mình làm ăn, làm kiếm tiền để nuôi bản thân, nuôi cho gia đình của mình. Thì nhiều người có thể rằng là chọn là start up một cái business, một cái cửa hàng, cửa tiệm gì đó, hoặc là ở nhà và chỉ tập trung vào đầu tư chứng khoán, đầu tư tiền điện tử, rồi quý vị chuyển qua là đầu tư kinh doanh địa ốc, mua nhà và bán nhà kiếm lời, flipping house, hoặc là quý vị mua nhà cho thuê. Nói chung là rất là nhiều cái cách làm ăn mà quý vị thực sự là một người khai thuế theo Schedule C 1099, tự làm chủ self-employed, hoặc là thậm chí quý vị có thể là tự kinh doanh, có cái doanh nghiệp hẳn hoi luôn. Thì quý vị biết rằng là
Trong cái mùa dịch này á, có rất là nhiều doanh nghiệp họ về đóng cửa, nhưng mà cũng có một số cái doanh nghiệp là họ ăn nên làm ra trong cái mùa dịch này. Và Ngọc cũng không biết được rằng là cái lý do cội nguồn của lý do vì sao mà lại có hàng triệu người dân nghỉ việc như vậy, trong khi cái mùa dịch này á, là mình giữ được cái công việc là tốt rồi, đúng không vậy? Người ta tự nghỉ việc thì người ta không có đủ điều kiện để xin tiền trợ cấp thất nghiệp, mà nếu như mà vừa không có tiền trợ cấp thất nghiệp vừa không có tiền từ cái công việc của mình thì làm sao mà sống, thì bắt buộc họ phải có những cái nguồn income từ những cái nguồn khác nhau, hoặc là người ta tìm kiếm được những cái cơ hội có một số cái công việc nó cao hơn, nó lương cao hơn, cái phúc lợi nó tốt hơn chẳng hạn, cái công việc, cái môi trường làm việc nó tốt hơn chẳng hạn. Thì ở đây Ngọc có làm một số cái gọi là Ngọc làm một số cái homework ha. Ngọc đọc báo và Ngọc có theo dõi một cái câu chuyện, thì cái anh này anh nói á là ảnh làm ở chợ ha, và ảnh stocking, tức là ảnh đảm bảo làm sao những cái freezer ở trong chợ là nó luôn luôn phải có đầy đủ hàng. Thì ảnh nói là cái công việc này là lặp đi lặp lại hàng ngày, nó quá nhàm chán. Và thực ra đến cái nơi làm việc á, thì mọi người gặp nhau và hi, how are you doing, I'm fine, thank you, and you, một cái câu hỏi và câu chào nó quá là giống như là theo cái lệ vậy thôi, chứ người ta cũng không muốn biết là mình là hôm nay là như thế nào đó quý vị. Cho nên là cảm thấy là nó lạc lẽo, và nhiều khi á người ta muốn tìm cho mình một cái cơ hội tốt hơn, và nhiều người á là người ta mệt mỏi với con Covid này, cho nên là người ta không có muốn đi làm ở chợ nữa. Và nhiều khi á là người ta nói rằng là làm cả tháng trời rồi mà cũng không thấy tiền bảo hiểm sức khỏe ở đâu hết, người ta không cho mình những cái benefit đó, cho nên là người ta muốn tìm kiếm những cái cơ hội, những cái việc làm ở hãng xưởng chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái điều mà cái anh chàng này anh chia sẻ. Và ảnh ngồi ở parking lot, chỗ có bãi đậu xe, ngồi 2 tiếng đồng hồ và ảnh quyết định ảnh đi về, chứ ảnh không có vô chỗ làm. Thôi vậy, quý vị thấy rằng là nhiều cái trường hợp mình cũng không có hiểu, tại vì thực sự mình không phải là người trong cuộc, mình không hiểu, nhưng mà thực trạng là nó như vậy đó quý vị. Rồi bây giờ Ngọc xin chuyển qua cái phần là chương trình tín dụng thuế dành cho trẻ em, Child Tax Credit năm 2021, thì quý vị đã nhận rồi, đang nhận rồi và sẽ tiếp tục được nhận sau khi mà quý vị khai thuế năm 2021. Nhưng mà năm 2022-23 thì sao? Thì hiện giờ nó chỉ là một cái đề xuất mà thôi. Và cái đề xuất này người ta nói rằng là sẽ tiếp tục cho một năm nữa, tức là năm 2022, hoặc là có thể 2 năm nữa, tức là năm 2023. Và họ nói rằng là bởi vì cái sự phản đối của ông Joe Manchin, thì thượng nghị sĩ Joe Manchin muốn có cái yêu cầu mới, đó là về cái work requirement, là yêu cầu phải có việc làm thì con của họ mới đủ điều kiện, và cái income cap là tối đa là 60.000 thôi, chứ trên 60.000 thì cũng không có đủ điều kiện. Thì quý vị nhớ rằng là nếu như mà mình yêu cầu khắt khe như vậy thì sẽ có hàng triệu trẻ em, ở đây người ta dự kiến rằng là 37 triệu trẻ em sẽ không đủ điều kiện nếu như mà thực hiện theo cái kế hoạch của Thượng nghị sĩ Joe Manchin, những cái điều kiện, những cái thay đổi mới này. Và quý vị biết rằng là điều này nó chiếm tới 60% trẻ em sẽ bị ảnh hưởng, sẽ không có cái số tiền này. Và cái câu hỏi đặt ra là cái điều này có nên làm hay không, nên làm theo cái điều kiện của ông Joe Manchin hay không. Rất là nhiều người nói rằng là thì đúng rồi, bây giờ phải đi làm, bên này thì phải cố gắng thì bên chính phủ họ mới giúp đỡ thôi, chứ bây giờ mình không có chịu đi làm thì làm sao mà để chính phủ nuôi con của mình, nuôi gia đình của mình từ những cái chương trình này qua những cái chương trình khác được. Thậm chí quý vị không đóng thuế, không đi làm vẫn được là 3.600 mỗi đứa mỗi năm chẳng hạn, thì là một cái điều nó không có công bằng với những cái người họ đi làm, họ đóng thuế và con của họ dường như là nếu như mà cái income của họ cao hoặc là như thế nào đó thì họ cũng không có được hưởng nhiều. Thì ở đây quý vị nhìn lại cái năm 2020, tức là thuế của năm vừa rồi đó quý vị. Đó. Thì họ nói rằng là cái earned income của mình, tức là mình đi làm, mình có một cái job nào đó từ cái sức lao động của mình, và nếu như mà mình làm thấp hơn cái số 2.500 một năm thì mình sẽ không đủ điều kiện để lãnh cái chương trình CDC 2.000 mỗi trẻ trên một năm. Thì năm 2020 á,
là chỉ 2.000 mỗi trẻ thôi, năm 2021 thì 3.000, 3.600. Thì chúng ta thấy rằng nếu như mà yêu cầu, giả sử như người ta quay lại cái yêu cầu của năm 2020 chẳng hạn, thì yêu cầu mình phải có ít nhất là 2.500 từ cái công việc làm của mình thì con của mình mới nhận được cái số tiền này. Thì cái câu hỏi được đặt ra là những trẻ em mồ côi cha mẹ, bây giờ cha mẹ không còn nữa, ai là người nuôi những trẻ em này? Ông bà nuôi. Ông bà là người đang lãnh tiền hưu, đang lãnh tiền già, họ không đi làm nữa. Nếu như họ không đi làm thì không lẽ là họ không có đủ điều kiện cho cái work requirement này, và những người cháu, những người trẻ, những em trẻ mồ côi ba mẹ này sẽ không có đủ điều kiện để lãnh cái chương trình này sao? Thì quý vị biết rằng là cái điều này có thể rằng là làm cho nhiều người rất là suy nghĩ rất là nhiều. Có thể là những cái trẻ em này sẽ bị bỏ quên chăng, sẽ bị chính phủ người ta không có nhòm ngó tới sao? Thì thường thường nó sẽ không có chương trình này, có chương trình khác quý vị. Ở Mỹ nếu như mà thực sự quý vị có giấy tờ đầy đủ thì nó không đến nỗi nào. Thì ở đây á, một cái điều đặt ra là ví dụ như là không phải là con ruột của mình, có thể là con nuôi cháu này kia, mình cũng có thể khai dưới cái dạng qualifying child hoặc là qualifying relative của mình. Thì Tổng thống Biden ổng có nói như vậy nè quý vị. Cái kế hoạch của Tổng thống Biden á, là cho và điều kiện nó giống như là cái Child Tax Credit năm 2021 và sẽ cho đến năm 2025. Đó, nhưng mà hiện giờ không được tại vì ông Joe Manchin ổng không có ủng hộ. Nhưng mà Tổng thống Biden á, vẫn giữ cái kế hoạch này, mặc dù là cho đến năm 2022, 2023 thôi. Nhưng mà nếu như mà thật sự là không có những cái yêu cầu kia, thì Tổng thống Biden sẽ ủng hộ và ông muốn có cái điều này. Đừng có đưa vào những cái điều kiện ràng buộc. Nhưng mà nhiều người, đặc biệt là bên đảng Cộng Hòa, họ nói rằng là bây giờ á, phải có những cái điều kiện giống như năm 2020 vậy, chứ nếu như mà mở rộng như vậy thì có thể rằng là tạo cái điều kiện cho nhiều người họ không muốn đi làm và họ chỉ muốn ăn tiền của chính phủ thôi. Thì nếu như mà quý vị theo dõi những cái chương trình này á, thì họ nói rất là nhiều lần là cái chương trình mùa dịch này là người ta giúp được rất là nhiều, và cái tỷ lệ nghèo nó giảm xuống từ 14% xuống còn 8.4%. Như vậy thì 4.3 triệu người ở mức nghèo ở Mỹ đó thì họ thoát ra khỏi cái mức nghèo đó, tại vì họ nhận được những cái sự hỗ trợ của chính phủ từ cái gói cứu trợ đợt 1, đợt 2, đợt 3 đó. Và những cái chương trình hiện giờ người ta đang nhận được những cái số tiền như vậy. Nhiều khi á, mình đâu có phải là mình chỉ khai con mình đâu quý vị, mình có thể là mình khai cháu nè, hoặc là anh chị em, cô dì chú bác gì đó. Thì nhiều khi á, half brother, half sister, step brother, con dượng ha, con dì, con dượng, con dượng ghẻ, con dì ghẻ gì đó, rồi adopted child, con nuôi, nói chung là cháu cũng khai được nè, foster child cũng khai được nè, cháu nội, cháu ngoại cũng khai được nè, nói chung là không phải chỉ là con đẻ của mình mới khai được. Nên nếu như vậy thực sự thì nhiều khi những người lớn tuổi họ không đi làm thì làm sao mà họ đủ điều kiện về work requirement. Và những người mà họ nhận nuôi nhiều con như vậy thì nhiều khi cái income khác của họ nó cao, cho nên là nếu như mà họ để cái income khác thì họ sẽ không đủ điều kiện để nhận cho những cái em mà họ nhận nuôi chẳng hạn đó. Cho nên là những cái điều này nó gây tranh cãi giữa hai bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, và không biết thời gian tới họ sẽ giải quyết như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ nghe ngóng cái thông tin hàng ngày xem thử cái chương trình này nó cập nhật đến đâu quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo, và chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình. Xin chào tạm biệt và bye bye.